Không biết không?
Còn thuốc sức không Vinh? Dạ. Mặt em đã nhiều lắm rồi. Em phải bình tĩnh. Em đi làm lại chưa? Hôm bữa mà nó trồi lên là có nghĩa là chị nhìn thấy cái chị móc ra được luôn á. Ờ, chị nghe đây. Thế nào em sắp xếp được thời gian em có. Em thấy nó lên mụn thì em qua đây xử lý mụn. Ok, em có sắp xếp, em đi đám cưới mà hỏi hết xong xuôi qua đây.
nói hết như vậy đâu vậy. Da chị nó mỏng không? Mà mụn nó cũng sâu như vậy. Hình như em đóng này nó còn nóng hơn gì. Quá trời đã gì mụn nhiều bạn đã nha chị lau nước mắt xuống đổ hay là máu ấy hồi xưa nó không biết là mụn ngu á.